chị kinh doanh nhà hàng á, mà lo bận việc kinh doanh quá chừng không có chăm sóc gì bản thân vậy trơn, giờ mà giật mình soi gương lại trời ơi quá trời nếp nhăn luôn. Không lo chị. Thực ra thì em thấy chị cũng có nếp nhăn này, rồi đồng thời là cũng có bị sạm nữa, chắc là mình cũng phải đi ra đi vô, mình cũng coi bếp núc coi các bạn nấu như thế nào, phải không chị? Thành ra là cũng có cái ảnh hưởng, nó chưa kể là nhiều khi mình ra nắng thì mình lo mình lựa nguyên vật liệu thiệt là ngon cho khách hàng mình dùng. Thì em thấy là nó cũng có sạm một chút. Thì em mời chị làm công nghệ, đối với sạm thì em mời chị làm công nghệ nano collagen hoặc là LPAP. Nó giúp cho mình làm sáng da, vì nó dự có rất là nhiều những cái thành phần coenzyme, nó sẽ làm cho mình sáng, giảm cái melanin. Đồng thời nó đối với lại cái nếp nhăn của chị thì em mời chị làm công nghệ anti-aging. Và khi mình làm anti-aging á, nó săn chắc da thì nó giúp cho da của mình được kéo lên. Tại vì collagen hay elastin hay cơ cũng vậy, giống như nếu mà collagen chị coi trên máy, nó giống như là những cái sợi vải đan với nhau như vậy nè. Với thời gian thì nó bị choãng ra, nó đổ xuống. Thành ra là khi mà mình điều trị công nghệ này, sóng nó đi sâu vào cái lớp hạ bì và trung bì của da, nó làm cho săn chắc lại thì nó sẽ kéo cái collagen lại, nó kéo lên thì làm cho gương mặt của mình nó được nâng lên và cái phần rãnh này nó cũng được giảm bớt. Đó, thì em mời chị làm công nghệ anti-aging để cho nó giúp cho cái da của mình nó vừa sáng và đồng thời là chống những cái nếp nhăn. Còn nano collagen thì làm bóng da nữa. Đó. Chị có ưng không? Chị ok Mai. Dạ, thôi bây giờ em mời chị soi da ha. Xong rồi mình sẽ coi, mình tiến trình để mình biết rằng là số like, số shot của mình bao nhiêu, tùy thuộc vào cái mức độ lão hóa, mật độ mất collagen trên bề mặt da của mình, dưới bề mặt da của mình chị ha. Em sẽ mời chị soi da, bởi vì qua cái máy soi da thì sẽ được biết cái da của mình, cái lượng mất collagen elastin như thế nào, bao nhiêu phần trăm, để cho mình có thể có những cái số like, số shot nó tương ứng phù hợp để cho giúp cho mình được xóa nhanh chị ha.